Hello, bạn nào nhu cầu mục đích liên quân có những skin ID giá rẻ, liên hệ ngay với mình. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả nha. Mình có nhận tiền nick theo yêu cầu, uy tín 100% luôn nha anh em. Hello anh em, mình là kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ solo kèo là Omen nha. Cái kèo này rất nhiều anh em kêu mình làm luôn rồi. Hôm nay mới có kèo nha. Ok, mới đầu game hả mà. Thôi xong. Ôi, con gái tóc biến kìa. Ôi, hơn anh em à. Gái đấm chuẩn xíu chắc mình lên đường liền anh em. Anh em nhớ nha, giúp cho mình một like đăng ký kênh nào anh em ơi. Bữa giờ ít người xem quá anh em à. Mình muốn ra một ngày 2 video cho anh em xem ấy, nhưng mà không biết sao vì sao ra 2 video view nó càng lại ít hơn nữa, nó bị mất tương tác rất nhiều luôn anh em à. Anh em giúp mình nút like cái kênh nha, hoặc là nút chia sẻ này, hoặc là comment cũng được, giúp mình lấy lại đề xuất nha anh em. Ok đây, để mình hướng dẫn cho anh em những cái mẹo hay này, những cách di chuyển như thế nào này. Ngày mai mình sẽ ra video hướng dẫn cho anh em cách di chuyển trên răng chính tướng như thế nào cho hợp lý nha. Và anh em chích sai này, di chuyển đảo len á, ganh người ta như thế nào cho hợp lý này. Còn video này mình sẽ lên trên mic nha. Đây này, anh em nào như còn mua nick á thì liên hệ ngay với Zalo của mình nha, bên Facebook Hoài Đạt nha. Đó, mình chỉ bán hôm qua hai cái này thôi nha. Chết, anh em chết kỹ, anh em hãy mua nha anh em. Đừng nên đâu, nhiều cũng có nhiều người fake mình lắm á nha. Và ke đấy anh em à. Ok, cướp con rồng là ngon được đấy. Cướp đường rồng này, đánh luôn này, bắt này chứ này. Bắt na này. Ok, cái gì vậy? Ôi dù ôi, tin nhắn tổng đài anh em à. Ui, cay quá nha. Thôi, về lên lại anh em à. Rát lên kìa. Rát kìa, ok. Ông em chơi chiến thuật chặn lính nha. Ui, rát đá khét quá nhờ. Ui, khó chịu thế nha. Chặn lính sâu tới trong kia luôn anh em à. Không để ra chuồng hai luôn ấy. Ừ. Làm mình không di chuyển được anh em. Cũng hơi bị căng nha. Có nhiều anh em kia mình chơi bích hải hoài chán á, thì ngày mai mình sẽ ra video skin khác nha. Tại có nhiều anh em kêu á, anh ơi chơi bích hải đi, bích hải đẹp này. Thì mình chơi bích hải. Ồ, lại chặn lính kìa. Cay quá nha. Ơ, nè, giúp luôn này. Chạy này, tóc biến này. Ơ, ôi trời ơi, ba người lại cháu chúng mình nhờ. Quay làm tôi có tóc biến. Trời ơi, mù mắt tôi. Trời ơi. Nó làm mình không di chuyển được anh em à, cũng khó chịu nha. Farm luôn con dơ này. Từ từ này, farm con dơ này, ăn cây xa trước, ăn cây xa trước. Khó chịu quá ta. Làm mình không di chuyển được luôn ấy, gamut cũng không được luôn này. Ok, mình gặp mít rồi kìa. Mình xuống đây. Ông này hình như là cũng là top Omen anh em à. Top mười mấy ấy. Không đùa được đâu nha. Cho nên chiến thuật là đánh rất là cao anh em không. Lên rất là cao để mà chặn lính mình luôn ấy. Lên đây hỗ trợ team này. Nhanh nhiều mà nó cũng vậy anh em à. Thả lên hỗ trợ team. Ôi không được rồi. Nữa kìa. Thực sự là cũng cay luôn anh em à. Bầu rồ ơi, đừng làm chiêu đó nữa bầu rồ ơi. Khó đánh quá đây, đánh đâu này. Hai đánh một luôn, không chọc cũng que. Ồ kìa, ghê vậy bạn ơi. Úi dồi. Người què là mình anh em à. Ui, căng quá nha, đánh khó chịu quá ta ơi. Mất trụ luôn rồi. Ôi mẹ, mình đép, mình đi lên. Đồ ơi, trên nát luôn rồi. Trên nát rồi. Ù nát cả hai lane luôn em à. Ê, ghi đồ hay kìa.
Tường Lâu ơi, tôi chưa tới Lâu ơi. Lính đã này. Lâu ơi, được không? Được không, được không? Hay. Mày phải đẹp lính chưa nè mà không mất chủ. Lâu vậy hay rồi. Ai à? Hay rồi bạn ơi, bạn hay rồi, bạn hay rồi. Lính chủ trước này. Lên đao trước đi. Ô men giờ nó hồi máu dữ lắm anh em à. Thêm tìm bạn có bay na nữa. Bắt buộc mình phải lên đao trước để hỗ trợ cho team. Chứ không là đáng lẽ mình lên cây phục kiếm trước anh em à. Này, lại xuống đây để dặn lính này. Ê, cay quá trời ơi, mình sao phải xuống đây. Mình phải xuống đây ngay. Anh em không? Người ta đánh cái chiến thuật này mình rất là khó chịu nha, chứ không phải người ta ôm trụ để cho mình nghỉ đâu nha. Người ta chủ động rất là chủ động luôn phải không? Nó làm mình rất là khó chịu nha. Đó, 2 đánh 1 này, dứt này. Này cân 2 lại giùm cái. Cân 2 lại giùm cái được bạn ơi. Mình có một team nó khác anh em à. Người ta cân 2 mà. Ăn được mạng rồi anh em à. Không sao nha. Thôi bạn Omen ơi. Chứ bạn chơi chiến thuật mà bạn chặn lính kiểu đó bằng farm là con xanh trước mình rồi là mình đánh khó rồi đúng không? Nó phải là người phải đâu phải bạn ôm trụ cho mình rỉ đâu mà 1-1 đúng không nào? Thông cảm xíu nha. Muốn 1-1 thôi, chỉ một xíu nữa thì 1-1 luôn với bạn. Nhưng mà bây giờ từ từ nha, bạn xanh hơn mình rồi. Ôi lâu hay quá nha. Mà vẫn chết kìa. Cái gì? Ơ kìa làm chậm quá nha. Cái gì? Ra mít kìa mọi người ơi. Nè thích thì 1-1 này. Thích thì 1-1 này. Giờ chơi 1-1 này. Rỉa này. Này áp sát qua đây. Qua đây. Đang con dơ rồi anh em à. Giữ vị trí xíu nha. Thôi tôi đi lên chơi rồi anh em à. Từ từ bình tĩnh. Mình thêm có thêm một món đồ nữa đi mình đánh. Ấy bắt được này. Ấy choáng kìa. Ngon. Cho tôi mạng. Ok bà rồ ơi, cảm ơn support nhiều nha. Thiệt sự với anh em luôn, có dành kim cương của mình leo lên danh này nó khô quá. Với lại mình đánh đỉnh cao anh em à. Mình còn gặp phá game nữa thì bất lực vãi chưởng luôn. Mình xuống mình đánh nhỏ cỡ nào ấy. Game đó đáng lẽ là mình cày Airy. Nhưng mà ông đó ông chờ cái con bé đó, nó phải tên hình con bé rồi, hình nhỏ gái làm hoàng nha. Bị thương lắm. Nó bích Superman trước, nó cầm chừng chị. Giờ nó chát lên chứ kiểu tao ôm lót làm thấy nghi rồi. Mình không dám bích Airy anh em à. Mình bích Na. Mình vô đi rừng nó đẩy buồn mình, nó ăn buồn mình, thiệt sự đúng cay luôn anh em à. Nhỏ gái mà đánh kiểu này là chết rồi. Em gái mà ngày mai mốt em có coi video được anh em biết mình cay cỡ nào. Ok, qua đây với trận đấu nha. Đứng đây lấy sai cho team này. Ra farm này. Chết sai trước đầu tiên là quan trọng nhất nha. Coi gần bạn ở đâu và top bạn ở đâu. Rồi nó đẩy lẻ nữa kìa. Úi giời ơi, khó chịu quá ta ơi. Ủa, Omen bên kia là nhiều tiền nhất luôn nha. Đây, để mình xíu mình solo này. Bắt một tiền này. Này đi, bắt lẻ này. Này đi bắt lẻ này, chân xuống 1-1 luôn. Ủa, nó cay, nó trâu quá đi đây mà nó cầm. Nó cầm con tinh linh. Nó cầm con tinh linh anh em à. Nó rỉ mình không chịu nổi luôn. Được quá nha. Giờ chạy đi đâu? Bây giờ bạn chạy đi đâu? Khó quá tao ơi. Nữa kìa. Giờ thích 1-1 là chơi cái kiểu 1-1 này. 1-1 này. Ui bộ. Tôi chưa có chiêu bộ ơi. Nè. Rỉa này. Tóc biến này. Đừng có nhờn này. Đó, đánh phải đánh từ từ này. Bình tĩnh này. Ông này chơi quá tốt luôn em à. Khá là ok nha. Nè, chạy vào đâu tên này. Ok, bên đây à. Nhường này, quả cầu này. Ui, hên vẫn sống anh em à. Không, đáng lẽ mình vẫn sống ấy, mình không cần xài quả cầu đâu. Nhưng mà mình bấm cho lẹ tay. Lỡ ao nhay chết luôn á. Xích đau mình luôn ấy. Ngon rồi. Trời xích đau men cái ngon kèo quá nha. Ý, Omen 2 năm à, đâu xích đau đâu. Đâu xích đau đâu, mới hạ thôi anh em à. Nhưng mà nãy nó farm tiền nhiều nhất bên kia đó nha. Thì vẫn xanh rồi. Vậy là bạn tiêu rồi. Chút xíu thích được 1-1 bạn luôn. Không thẳng mặt bạn luôn, không cần phải chạy luôn nè. Thích được xíu chơi bạn luôn.
Bây giờ đáp lính trước đã nè. Đu, trời ơi, hay quá Ngậu ơi. Lụm này, lụm này, lụm này. Ôi, không ăn được mạng nào, hỗ trợ cũng được đi. Chỗ trước này, chỗ trên này, chỗ trên. Ngậu ơi, chỗ trên này, lấy thêm một cái nanh này này. Chiếm cho nó phê anh em à. Thôi nào, đừng gáy nào mọi người ơi, đánh mà gáy trời ơi. Mất điểm rồi. Ý là nó ôm em bên kia mất điểm anh em à. Ơ kìa, được mạng này, chỗ này, chỗ trước này. Lấy ba đường, lấy hai đường, lấy hai đường trước, lấy hai đường trước. Ui, giờ làm sao vào ở đây chờ. Ui, ôm em ra nữa kìa. Ôi, có bầy nà khó chịu quá ta ơi, hồi máu liên tục kìa. Lâu ơi, sao cứu được lâu ơi. Không ẩu được nha. Từ thôi. Gì thằng na này, chán sống à. Chán sống, chán sống, chán sống. Nhu ơi, không chết kìa. Không ẩu nha, không ẩu thua nha. Và đây con đốc biến là chắc ăn được na anh em à. Ăn được cả hai luôn ấy. Bình tĩnh đó nha mọi người ơi. Ôi ra đây ơi, bỏ đồng ra đây ơi. Rồi xong rồi, Omen chết chắc rồi. Ôi chết lẹ quá ta. Ông Omen này ông đánh cái kiểu mà chặn lính mình trước ấy, tem mình mà bắt được 2-3 lần ấy là ông đó cũng hơi thọt nha. Cũng thọt về sau này ấy, cũng khó đánh ấy, không đùa đâu nha. Bây giờ là mình có đồ này, Omen là không bao giờ ngán luôn anh em. Lên giáp sinh trước cho an toàn này. Để lấy một sao này, an toàn này. F3 đường trụ này nè mọi người à. Rách chạy đâu. Thôi bỏ đi. Trụ trước đã. Không nên là ẩu tả game này được. Chủ này mọi người ơi, chủ này mọi người ơi. Chủ này, chủ này. Ơ kìa sao vào sâu vậy, chưa có lính mà. Thôi lấy chủ trước này mà, tay mình chết hết rồi. Lấy ba đường trước cho an toàn này. Rồi ok về nè. Cứ ba đường trước là an toàn nhất. Là ăn chắc bền luôn. Thôi đó, lính trên, lính giữa rồi chưa có lính mà mọi người ban vào sâu quá. Không, nhờ mọi người ban vào sâu cho mình mới lấy chủ được anh em à. Sao? Ây da, ây da, ây da. Hay. Bắt luôn bầu ơi, bắt luôn bầu ơi, hay quá bầu ơi. Tóc biến này, nè lướt qua đây. Ôi trời ơi, lướt người bên kia. Ui, đây, chạy qua đây. Ui, na hay quá nha. Đúng rồi, có bay na nó hồi dữ lắm, không có sách kìa. Ê, gì? Cái gì bro? Này 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 này, nhường này này, nhường này, nhường rồi, mất một tay này. Nhường này, nhường này. Nhường này, nhường này, nhường này. Nhảy đèn này đó. Cho biết cỡ cái cây cỡ nào. Cây lắm anh em mà, chắc cây lắm ấy. Không đùa được đâu nha. Hồi nãy chơi thuật chặn lính mình nè. À. Đang chặn lính mình nè, à, này nhảy nè đó. Win chắc rồi, mình bú win mà anh em à. Team làm hết rồi, mình chỉ bú thôi. Ơ, ông ra làm gì vậy? Mình chưa có con tay win rồi. Win rồi, win rồi. Lộn mạng nó này, ok. Anh em nhớ cho một like lên cái kênh nha. Và anh em nhớ chia sẻ cho mình hoặc là nút bình luận nha. Để mình lấy lại đề xuất nha anh em ơi. Ok, bye bye anh em nha.